Chào mừng mọi người quay trở lại kênh Đi Quay Home Depot. Hôm nay Đi Quay Home Depot hân hạnh giới thiệu mọi người ba sản phẩm mà bán chạy nhất của Đi Quay Home Depot cũng như là của thương hiệu DIY. Đầu tiên hết mình giới thiệu các bạn là mẫu than đúc đôi TL-AI38. Đây là mẫu than có chiều cao khi đóng gói là 0,9m, chiều cao tối đa của chữ A 1,8m và có 6 bậc nhân đôi. Kích thước chữ Y tối đa là 3,8m và trọng lượng của sản phẩm này là 14kg. Tiếp theo là mình giới thiệu các bạn dòng TL-AI50 của thương hiệu DIY. Thì mẫu than này có kích thước đóng gói rút gọn là 1m và khi bung ra chữ A tối đa là được 2,4m và có 8 bậc nhân đôi. Khi bung dạng chữ Y tối đa là 5m. Than này có trọng lượng là 17,5kg. Và kế đến mình sẽ giới thiệu bạn cái model mà cao hơn của nó là TL-AI-56. Thì có kích thước đóng gói là 1m1 và chiều cao chữ A là 2,8m tối đa và có bước bậc là 8 bậc nhân đôi. Khi kích thước bung ra chữ Y tối đa nó là được là 5,6m. Trọng lượng của nó là 19kg. Trên đây mình giới thiệu bạn ba model đặc trưng của thương hiệu DIY có giá rẻ và cạnh tranh trên thị trường rất tốt. Ngoài những điểm đặc biệt riêng của từng model, mình giới thiệu bạn một điểm nổi bật của DIY, đó là toàn bộ DIY, tất cả sản phẩm nào từ dòng phổ thông cho đến dòng cao cấp đều có được bảo hiểm lên đến 6 tỷ cho người sử dụng trong quá trình sử dụng. Kế đến đó là bảo hành 18 tháng và đổi trả trong vòng 7 ngày nếu có lỗi kỹ thuật do sản phẩm. Ngoài ra, đặc biệt lưu ý nhất đó là với dòng DIY, đây là sản phẩm chính ngạch cho nên toàn bộ và được DIY chúng tôi bán là toàn bộ hàng hóa đều có hóa đơn chứng từ đầy đủ và COCQ nếu quý khách có yêu cầu. Cho nên điều này để khẳng định rằng đây là một sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch, được cái chất lượng bảo đảm cho người tiêu dùng cũng như về hãng cam kết về lâu dài. Trước khi đầu tám giới thiệu một số cái đặc điểm để bạn lưu ý, đó là than dòng than này là dòng cơ bản cho nên cái chân than chỉ có là một chân và cái độ chống nhám là cũng là như các than khác bình thường ở đây. Bạn lưu ý khi lắp đặt ráp than bạn nên siết ốc lại cho chắc chắn. Có nhiều bạn thì quên và không siết thì có thể sẽ dễ bị xúc cái này và mất. Cho nên lưu ý là bạn phải là dùng siết ốc vít để siết lại cho chắc để cho bám vít được tốt. Đây mình thao tác cho các bạn một cái vài động tác của cái than này. Về dạng để mà khi biến hình về chữ Y, các bạn mở cái cốp này ra, bật lên. Đây, cái khóa kêu cái cụp đó là chắc chắn và làm. Với kích thước chữ Y của dòng than đúc đôi thì bạn có thể là điều chỉnh cái độ cao theo ý bạn mong muốn. Nếu bạn muốn chiều cao tối đa thì mình sẽ mở hết tất cả các thớp này. Hoặc là bạn mở một phần, các bạn có thể thao tác được. Làm sao tiện lợi cho các bạn thôi. Và lưu ý rằng để cái than phải mở hết khớp để vô, chứ không bạn không mở hết thì khi bạn leo lên sẽ dễ bị xúc vào than và té sẽ đau. Và khi thao tác thì xuống thì bạn cũng nhẹ nhàng thao tác từng cái một và một tay giữ một thao tác thì nó sẽ xuống được. Nếu bạn mà quan tâm hơn, sợ hơn thì bạn nên có thể coi thêm một số video mà của chúng tôi hướng dẫn về cách hướng dẫn sử dụng thì sẽ hiểu rõ hơn cách sử dụng và an toàn hơn. Cho mua tại đây mà thao tác về giới thiệu sản phẩm nên sẽ đơn giản hơn. Và đây là thao tác về chữ Y theo mình, và khi bung lại thì mở ra cốp dạng chữ A. Chữ A đây thì khi khớp này vô khớp, bạn nhớ là phải mở vô khớp nó mới chắc chắn. Rồi sau đó mình bung lên. Đó, cái đây mình có thể mở từng khúc một tới đây. À, nếu mong muốn thì mở hết tối đa. Đó, cái than này nhẹ cho nên mình mở cũng đơn giản. Rồi đây mình theo tác lên cho các bạn coi. À, sau khi sử dụng xong thì bạn có thể mở khóa này và gấp gọn lại để thu gọn lại. Với cái thước rút gọn trên hình với khoảng 0,9m như trên đây và với có dây ràng cho chắc chắn cái sản phẩm này cố định lại thì bạn có thể di chuyển như đây hoặc là trên vận chuyển bằng xe gắn máy hoặc là bỏ trong cái cốp xe hơi vân vân, rất tiện lợi cho bạn việc di chuyển sản phẩm này để mà đi phục vụ công việc của bạn. Trên đây chúng tôi giới thiệu các bạn ba sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu DIY cho dòng than đúc đôi.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Đi Qua Home Report chúng tôi, và nếu các bạn cần tư vấn và chọn lựa mua, hãy liên hệ đến cửa hàng chúng tôi hoặc là trên theo đường link dưới đây. Chân thành cảm ơn các bạn.